Xin chào cả nhà, thân quá gửi lời chúc tất cả các quý khách cô chú đều được mạnh khỏe, sức khỏe, tràn đầy làm ăn phát đại phát đạt nha. Quá nay tiếp tục lên sóng một con khoang pin 4.4V8 của hàng Taiwan ha. Ngoại hình còn đẹp, máy móc cam kết nguyên zin, pin thì xài ok, nhưng mà nó không có cái độ sạc nha. Cái máy không á, cái máy khoang này không là 300.000 nghe quá hết. Đồ sạc này là của mình ha, mình làm thêm ha, sạc cũng được nha. Đó, con này thêm dây nguồn này đầy đủ là 100.000. Còn quý khách nào có đồ sạc rồi thì thôi, 4.8 mà mình để là 7.6 4A mà sạc cũng khoảng 10 phút 15 phút là quý khách giật ra nha. Tại vì cảm thấy nó nóng nha, mình không phải thợ nên mình thấy hào hào mình đưa sạc thử thôi. Thì sạc thì thấy ok, chạy ok ha. Nè, mạnh đàng hoàng nhau hết chứ không có yếu xìu nha. Nè, đảo chiều đồng hoàng nha. Mấy cô, mấy cậu, mấy chú, mấy anh nào mua về bắn vít này kia đồ lai gai được, chứ khoan tường bê tông là thua ạ. Đây đó, ok hết ha. Cam kết nguyên zin nha, không tháo một con ốc. Phát hiện tháo ốc cho trả máy lại. Rồi, mau lẹ luôn ha. Giờ mình đi sạc thử nha quý khách. Này, cái đồ này của mình nguồn nha. Đây, nguồn không có nè. Đó, này là sạc ok nha. Nhưng mà 15, dữ lắm 15-20 phút quý khách tháo ra nha. Tại này nó mình chế, mình không có gạnh về điện nha. Lưu ý giùm mình về chuyện đó nha quý khách. Rồi, giờ chốt lại là cái máy là bán 300.000, khoan xài bình thường. Cái đồ sạc 100.000, dây nguồn, dây bọng đầy đủ. Sạc nhớ sạc dùm 15-20 phút quay lấy ra dùm mình nha, tại nó nóng á, nên mình không phải thợ điện. Nên mình cũng không gành sao là đúng, sao là sai. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt dùm em ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, em tên quá 40 tuổi nha. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em nào bỏ thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.